tất cả các anh chị em. Hôm nay Phương sẽ review cho các anh chị em xem là cái bộ sản phẩm combo thanh gạo lứt ha. Thanh gạo lứt của cái thương hiệu Nông Lâm Food. Thì ở đây là mình có tất cả là một combo là nó có 4 hộp. 4 hộp nó có 4 vị khác nhau. Thì ở đây có một cái loại là thanh gạo lứt hạt trái cây nè. Thì cái hộp nó màu đỏ đỏ đậm. Và thanh gạo lứt hạt dừa giòn. Đây là thanh gạo lứt hạt và trà bông. Và thanh gạo lứt hạt và rong biển. Thì có 4 loại. Ở đây thì có một cái hộp màu này là thanh gạo lứt hạt và trà bông. Thì nó sẽ có cái thành phần đó, là nó có trà bông nên nó không có phù hợp cho người ăn chay. Còn lại là ba cái sản phẩm này nó đều phù hợp cho người ăn chay và người ăn mặn ha. Thì trên một hộp này á thì nó có tất cả là 8 thanh. Mỗi một thanh á là nó có cái lượng calo là 34 kilocalo. Thì cái sản phẩm này nó phù hợp cho mình ăn vặt nè, phù hợp cho người ăn vặt không tăng cân nè, phù hợp cho những cái bữa ăn nhẹ, bữa ăn thay thế. Ví dụ như sáng mình có thể dùng bữa ăn nhẹ, mình có thể một ngày thì mình có thể là dùng 2 thanh này thôi. Thì trong đây nó có những cái thành phần dinh dưỡng từ hạt, từ các loại thực phẩm, các loại hạt nè, rồi dừa nè. Thì những cái thực phẩm này nó được tinh chế rồi nên nó rất phù hợp là cho những cái người mà ăn không đạm. Và khi mà mình tháo một cái sản phẩm ra thì trong cái sản phẩm trên mỗi một cái họ cái túi này nè, nó đều có một cái dòng chữ rất là dễ thương, lưu giữ giá trị cho thiên nhiên. Cái mỗi cái sản phẩm thì nó sẽ có một cái dòng, nó sẽ có một cái thanh, nó sẽ có một cái nội dung khác nhau ha. Thì có một cái loại là hạt và rong biển, hạt và dừa giòn, hạt và trái cây. Thì ba loại này á, là thứ nhất đó là trà bông nè, hạt và rong biển và hạt và dừa giòn. Thì nó tương đối nó giống nhau và nó có cái độ giòn và mềm, chứ nó không giòn cứng như tất cả những cái sản phẩm khác của mình thấy trên thị trường ha. Còn riêng cái thanh cái loại mà hạt và trái cây ấy, thì nó có cái độ dẻo. Thì đây là những cái sản phẩm dùng xuất đi cho nước ngoài, nên ở nước ngoài thì họ ăn những cái sản phẩm họ thích ở cái độ là thích nhai, ở cái độ là răng mềm dễ nhai, chứ không có giống như Việt Nam mình. Việt Nam mình thì thích những cái sản phẩm là cứng và giòn, còn ở đây nó cũng có độ giòn nhưng mà là giòn mềm thôi, nó không giòn cứng ngắt như là những cái sản phẩm khác. Và cái vị của nó rất là dễ ăn luôn, nó rất là dễ chịu, có cái mùi thơm nhẹ nè. Nó có cái, để mình xui ra cho các bạn tham khảo ha. Nó thứ nhất là nó có một cái mùi thơm nhẹ đó. Thì trên mỗi một cái sản phẩm nè, ví dụ mình lấy hai cái sản phẩm khác nhau ra nè ha, thì nó sẽ có hai cái chữ khác nhau nè đó. Nó rất là dễ thương, những cái dòng chữ này nó đây, đó. Thì mình lấy cái thứ ba ra thì cái thứ ba nó lại có một cái nội dung khác. Mỗi một cái vỏ bánh đó, thì trên ngoài cái bao bì nó đều có một cái nội dung khác nhau. Mỗi một cái chữ thì nó gợi nhớ cho mình, nhắc tới một cái kỷ niệm hay là một cái vấn đề gì đó. Đó, đây là cái mình lấy cái mẫu thứ tư thì nó lại có thêm một cái nội dung khác hơn. Đây là nó phù hợp cho bữa ăn chay mọi người dùng được ha. Thì các anh chị em mà nếu có nhu cầu giảm cân á, kiểm soát cân nặng á, nhưng mà mình sợ mình ăn những cái lặt vặt mình không kiểm soát được, thì ở trên đây mình sẽ biết luôn được, ở trên đây là nó ghi rõ cho mình luôn á là lượng calo bao nhiêu rồi. Thì đó mình tự tính toán được thức ăn ha. Ví dụ như mình muốn giảm cân thì mình cái lượng năng lượng đầu vào thì nó sẽ thấp hơn cái lượng năng lượng đầu ra, thì nó sẽ giảm cân. Và nếu mình mất đi cái lượng calo khoảng 7.000 kilocalo thì nó tương đương với nó sẽ giảm cân cho mình 1 kg, thì theo cái lượng ăn đó mà mình tính toán ha. Rồi thì cái review của Phương hôm nay tới đây là hết rồi, và cũng khá tối rồi. Thì Phương xin chào tất cả các anh chị em, hẹn gặp lại trong những cái review khác.